đang trên cao tốc mà gặp phải hung thần xa lộ thì phải làm gì đây? Đừng có hoảng, vì chỉ cần bạn không hoảng thì người khác sẽ hoảng thay bạn. Hình như chúng ta đụng phải thứ gì rồi hay sao ấy? Anh thề, anh chưa đụng phải cái gì đâu, chắc do em hoa mắt thôi. Cho bé về nhà, hu hu. Cũng nhân tiện thì sắp tới có kỳ nghỉ ngắn nên gia đình Tom rảnh rỗi sinh nông nổi. Họ dự định sẽ lái con xe mà Tom mới mua để lên cao tốc cho tắc thêm. Vừa mới lên xe, Tom đã khoe khoang với mọi người về công nghệ AI trên con xe mới này. Come on baby, chào hỏi người nhà anh cái xe nào. Tôi không quen các vị. Chiếc xe này không chỉ thông minh mà lại còn tiết kiệm nhiên liệu. Lượng nhiên liệu trong xe đủ đi trong phạm vi 100 km. Vì cảm giác an toàn chớt việc đó mà Tom quyết định dừng ở trạm nghỉ để đổ tràn bình thì thôi. Khi đổ xăng thì có một cô gái tóc xanh da trời đã xuất hiện trong tầm nhìn của bố Tom. Ông Ben nhìn thế mà vẫn còn căng tràn sức sống lắm, cũng muốn đến trêu ghẹo cô bé. Hello cô em xinh đẹp, em đang nhìn cái gì vậy? Ừm thì, ông có thấy mẹ cháu đâu không? Cháu mới đi vệ sinh chút thôi mà mẹ cháu đã đi lạc rồi đây này. Ông Ben nghe thấy thế thì, làm gì có chuyện mẹ cháu đi lạc? Rõ ràng là cháu đi lạc mà, lừa trẻ con à? Nghe thấy cô bé có cùng điểm đến với gia đình mình, nên ông Ben bắt đầu nổi hứng tốt bụng để cô trốn trong xe. Hey, tin ta đi, ta là người tốt đấy nhé. Chiếc xe lại bắt đầu lên đường. Tom tiếp tục khoe khoang, giới thiệu về công nghệ AI của con xe này. Nhưng cái đồ phản chủ này, nó lại tăng tốc lên 130 km/h. Đúng là tốc độ của chiếc xe cũng khá ổn định. Ổn định đến nỗi không dừng lại được luôn mà. Cho dù đạp phanh mạnh đến cỡ nào thì cũng không ăn thua. Cười chết tôi mất thôi. Nhìn cái vòng tròn hiển thị đang tải y hệt với hệ điều hành nhà nào đó. Này thì rõ ràng, công nghệ AI này đều quá đều. Vợ Tom, Julia ngồi bên cạnh lại bình tĩnh hơn nhiều. Khiếp, có gì đâu mà phải cuống, để em xem sách hướng dẫn viết gì nào. Bên trong có viết là đạp phanh có thể hủy bỏ lệnh kiểm soát hành trình. Lỗi hệ thống, đề nghị dừng xe. Lúc này, người lái xe lão làng như ông Ben đành phải ra trận. Hê, ông già lại phát biểu nữa rồi này. Nếu không được thì cứ đạp ga xem có phản ứng gì không nào. Tom nghe thấy cũng có lý. Anh đạp ga một cái xem thử, hê, quả nhiên có tác dụng nha. Tốc độ của xe cũng từ từ đạt đến mức 140 km/h. Vãi đạn luôn. Bố thân yêu ơi, giờ thì phải làm sao nữa? Tiếp tục đạp ga thôi chứ còn sao nữa. Để tao xem nó có thể bay lên được không nào. Cũng có lý ha. Mà Tom cũng nghe lời bố quá cơ. Anh tiếp tục đạp ga thêm phát nữa. Sau đó thì sao? Đương nhiên là xe lại tăng tốc chứ sao, lên tận 160 km/h. Hảo bố, good job bố luôn, trời, tuyệt vời, cách này hay quá. Cũng may là con xe mới này của Tom cũng khá là cứng đầu. Tốc độ lên đến 160 km/h rồi mà vẫn chạy tốt. Tom bảo Julia nhanh chóng gọi điện cho người bán hàng, để hỏi xem nên xử lý thế nào khi không kiểm soát được hành trình. Tên bán hàng còn đang bận lừa mấy vị khách ở bên này, thì làm gì có thời gian lo cho Tom. Mất kiểm soát thì cứ đạp phanh thôi chứ sao. Chả nhẽ ông đây còn không biết phải đạp phanh à? Đạp rồi ông ạ, nhưng nó vẫn mất kiểm soát. Anh có chắc là anh đạp phanh không, chứ không phải là đạp nhầm thứ khác à? Xe tôi mua là xe hộp số tự động mà ông tướng. Vậy thì chịu rồi chế ơi, thôi thì cứ tiếp tục đi đi. Đi mãi thì cũng hết xăng thì tự động dừng lại thôi mà. Nói xong thì tên bán hàng lừa lọc này cũng cúp điện thoại. Người ta nói gì thế? Anh ta bảo anh đạp phanh. Vậy thì anh đạp phanh đi. Lúc đó, cô gái tóc xanh ly sừng cũng nhìn thấy mẹ mình ở trên đường. Ngay giờ phút này, mẹ cô lại đang thư thái đeo tai nghe, uống Fanta. Cũng chẳng thèm nhớ xem đã đánh rơi con gái ở phương trời nào rồi. Không nhớ ra nên giờ thành cố tình để mặc con. Nà ní, có cần nhẫn tâm vậy không? Thôi thì, cô gái à, cho ông mạo muội hỏi xíu thôi. Mẹ cháu đã có chồng chưa? Èo ơi, ông giữ chút liêm sỉ đi ạ. Cô gái còn đang sắp bị mẹ mình bỏ đi mất rồi đây. Làm gì còn tâm trí ở đâu mà đi tìm bố. Lee Sơn cầm ngay khẩu súng lên và ngắm vào Tom. Có mau dừng xe lại không thì bảo. Không dừng lại tôi cho đầu chú có thêm một con mắt nữa giờ. Tin hay không thì tùy. Tom đã kịp nói câu nào đâu cơ chứ, oan cho anh quá. Cậu con trai ngoe quay sang nói, chị thử bắn bố em xem. Nếu ông ấy mà chết thì liệu trên xe còn ai sống được không? Thằng bé nói có lý ha. Lee Sơn thấy thằng bé nói không sai, còn ngầm khen cậu bé thông minh nữa. Thế là, Lee Sơn quay người sang và ngắm vào ông Ben ngồi cạnh. Ôi vãi lúa, đừng manh động nha. Ngay lúc đó, Tom gọi điện cho ông và bảo rằng khẩu súng đó chưa lên đạn. Cướp đi bố, rồi ông Ben nghe thấy cũng cười cười, tay nghe điện thoại, tay hành động. Thế mà suýt chút nữa thì Tom bị bắn trúng thật. Vừa mới giải quyết được Lee Sơn thì lượng xe trên đường cũng dày đặc hơn, có hiện tượng tắc nhẹ. Mà con xe của Tom thì cứ thấy đâu là đụng đó. Tom đành phải dựa vào kỹ thuật đỉnh cao của mình mà đánh lái sang khu vực tự phục vụ. Chả biết trùng hợp kiểu gì mà một con xe BMW bỗng nhiên được mở cửa. Anh trai râu rậm cũng phải ngỡ ngàng đến bật ngửa, cái quái gì thế này? Vừa nãy mới có xe chạy ngang qua đây à? Anh ta định thử lắp lại cửa xe vào xem có đóng được nữa không. Nhưng nhìn này, mẹ biết mẹ buồn đó. Giờ thì anh ta cũng không nhịn nổi nữa rồi. Con xe BMW mấy trăm nghìn đô mới mua của người ta đó. Còn chưa lái về quê để khoe mẽ với họ hàng đâu. Thù này anh đây nhất định phải trả. Đúng vậy, lên nào anh trai. Ở một diễn biến khác, dựa vào việc nhìn thấy cái cây này rung lắc dữ dội và cả hai chiếc xe cảnh sát đang đỗ ở bên đường này, thì tôi mạnh dạn đoán rằng hai vị cảnh sát này mới bíu bỉu nhau xong. Đỉnh, khó thế mà cũng nghĩ ra.
Đúng lúc đi từ bụi cây ra thì có một chiếc xe màu đỏ phóng như tên lửa qua người họ. Anh cảnh sát này vẫn chưa thấy đã nên bảo rằng mình đi trước. Lát nữa dừng ở điểm tiếp theo thì chúng ta cùng nhau đi uống trà. Anh cảnh sát vừa đi thì lại có một chiếc xe vàng phóng qua. Cô cảnh sát này thầm nghĩ, chắc là trà chiều hôm nay sợ rằng sẽ không đợi được đến chiều đã phải uống luôn rồi. Có cần phải gấp vậy không chị ơi? Ricky còn đang đuổi theo xe của Tom thì mẹ anh bỗng gọi điện bảo anh mau về ăn cơm. Ricky đã tức no cả một bụng rồi nên làm sao mà nuốt trôi đồ ăn nữa. Mẹ à, mẹ cứ ăn một mình đi nhé. Có thằng thần kinh nào đấy nó đâm hỏng cửa xe con rồi. Ông đây kiểu gì cũng phải đuổi kịp rồi cho mày thấy thế nào là lễ hội. Nếu như con không về được thì mẹ hãy nhân lúc còn trẻ mà đẻ thêm đứa nữa đi nhé. Mà ở trên xe của Tom, Julia cũng cảm thấy bất ổn vì xe chạy quá nhanh. Thế nên cô đành đổi chỗ cho bố chồng. Ông Ben cũng là một người có tính khí nóng nảy. Chưa cả ngồi nóng mông đã đập vào màn hình vài phát. Sau đó lại chui hẳn xuống chỗ để chân để chuẩn bị rút cầu chì. Lúc này, anh cảnh sát Janine cũng cuốn theo chiếc xe đó mà đạp mạnh ga. Này, mấy người kia, lái như ăn cướp thế hả? Cẩn thận không phải xuống gặp Diêm Vương uống nước chè đấy. Còn không mau dừng xe lại, nhanh cái tay lên. Bảo cả vị nào đang ngồi ở ghế phụ là nhanh ngậm miệng lại. Tom nói rằng mình cũng muốn dừng xe lại lắm chứ có phải đùa đâu. Nhưng mà thực lực của tại hạ có hạn, không làm được. Nhưng vì gió quá lớn nên Janine không thể nghe thấy Tom vừa nói gì. Julia ngồi ở hàng ghế sau bỗng nhiên đầu nhảy số. Cô lập tức rút miếng giấy cầm máu mũi của Leeson ra để viết tín hiệu cầu cứu. Sau đó thì để con gái mình cầm và dơ ra ngoài cửa xe. Nhưng không biết khéo thế nào mà tờ giấy lại bay thẳng vào mặt Janine. Ôi vãi, ảo ma quá. Âm thì cũng ổn. Ban nãy thì không nghe thấy, giờ thì đến nhìn cũng không nhìn được nữa luôn. Janine mãi mới kéo được tấm bản đồ ra khỏi mặt. Thì lại cũng khéo, tờ giấy bay thẳng vào tấm kính trên xe của Ricky. Giờ thì đến lượt Ricky không nhìn thấy đường. Vậy nên anh chỉ đành dừng xe lại bên đường. Ricky tức đến nỗi sắp phát khóc rồi đây này. Lúc này, nữ cảnh sát giao thông Melody cũng đuổi kịp. Melody bảo với Ricky rằng cô cần kiểm tra bằng lái, giấy tờ của anh ta. Nhưng Ricky làm gì có cái thứ gọi là bằng lái xe đâu. Mà cho dù có thật thì giờ anh cũng không rảnh để ở đây đôi co với cô. Vì anh ta còn đang bận đi xử đẹp Tom cơ mà. Ricky không thèm nói nữa mà đạp ga phóng đi luôn. Melody thấy tên này thế mà không coi mình ra gì. Để xem hôm nay bà đây sẽ cho người biết thế nào là lễ độ. Không thì Melody gọi Ricky bằng cụ luôn. Ở đầu bên này, ông Ben cũng đã xử được hòm hòm rồi. Chỉ có điều, tay ông ấy lại có thêm một chùm dây điện các loại, mà cũng chẳng biết là thứ này dùng để làm gì. Dù sao thì tốc độ của xe vẫn chưa từng giảm xuống. Nhưng Janine cũng đã nhìn ra được chiếc xe này có vấn đề. Khi thấy sắp đến trạm thu phí, Janine nhanh chóng gọi điện về cho tổng bộ, yêu cầu các trạm thu phí sơ tán các phương tiện. Janine cũng sẽ nhanh chóng lên đó để dọn đường cho họ. Lúc nước sôi lửa bỏng thế này rồi, mà ông Ben vẫn còn yêu đời rút điện thoại ra quay video. Thời khắc kích thích con tim như thế này thì phải quay lại rồi đăng lên mạng chứ. Kiểu gì mà chẳng kiếm về được một số người theo dõi, đúng là gừng càng già càng cay. Khi đã đến trạm thu phí thấy nhân viên sơ tán phương tiện sang hướng ngược lại. Thế này thì khác nào toang rồi. May mắn thay, kỹ năng lái xe của Tom vẫn tốt như ngày nào. Anh lái thẳng xe sang làn đường phía đối diện. Sau đó thì từ từ chuyển ngay sang làn bên cạnh. Sời, đỉnh của chóp luôn. Ông Ben còn đỉnh hơn nữa. Đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc rồi mà ông vẫn cầm chắc điện thoại, không hề sợ hãi. Xem ra thì cảnh tượng kích thích ban nãy cũng được quay lại rõ nét. Ricky ở phía sau cũng không chịu thua kém. Sau khi đuổi đến đây thì anh cũng lao thẳng vào cuộc phân cách. Đã bảo rồi, hôm nay ông đây không xử đẹp thằng ôn con đi xe đỏ đó thì chúa nói tiếng Việt nhé. Ricky còn bồi thêm rằng, có chúa cũng không ngăn được tao lại đâu. Tom ngáo ngơ vậy mà được hai vị cảnh sát giao thông dọn đường cho. Con đường cũng bắt đầu trở nên thoáng hơn. Nhưng bạn tưởng thế này đã là an toàn rồi sao? Không bé ơi, trên trời bỗng có con chim khốn nạn nào đó lại đi bậy chúng vào xe của Tom, khiến tầm nhìn của anh bị chặn lại. Tom nhanh chóng điều chỉnh cần gạt nước để làm sạch mặt kính. Nhưng đúng là theo định luật Murphy, cần gạt nước theo gió mà bay đi mất, không phải tự nhiên mà nó bị hỏng đâu. Thật ra là do lúc dừng xe để đổ xăng thì ông Ben đã tay máy nên nó mới gãy. Giờ thì đến cả mặt kính trước cũng mở tịt rồi. Để chuộc lại lỗi lầm của mình, ông Ben chỉ đành hy sinh bản thân, chui từ cửa sổ trời mà lau mặt kính. Nhưng mà vừa mới lau được một lúc thì ông trượt tay. Cũng may là những người trong xe kịp thời kéo lại, nếu không thì chắc giờ này ông đang hít hương rồi. Một làn sóng vừa dừng lại và một làn sóng khác lại bắt đầu. Vì Tom phải ngồi lái xe căng thẳng trong khoảng thời gian dài nên cánh tay bị chuột rút. Chiếc xe màu đỏ yêu quý của anh cũng vì thế mà đang từ từ va chạm với lan can đường. Đã va chạm đến thế rồi mà xe vẫn không thấy có dấu hiệu giảm tốc độ. Không còn cách nào khác, ông Ben chỉ đành ra trận. Tránh ra, để bố mày lái cho mà xem này, việc gì cũng đến tay tao. Vừa mới đổi người lái, Tom thì còn chưa kịp thở thì trong xe bỗng xuất hiện một chú ong. Tom lấy chiếc giày ngoại cỡ của mình ra để đập. Thế nhưng con ong không chết mà Tom lại đập trúng vào khí nang của nó. Cuối cùng cũng may là con ong chịu bay ra khỏi ô tô. Kết quả là chú ong này dường như cũng đã cài định vị, chẳng hiểu duyên số thế nào mà nó bay thẳng vào xe của Ricky. Sau đó, vì mất tập trung nên Ricky đã đâm trúng vào thùng xe tải chở đồ. Thôi được rồi, bây giờ không còn là vấn đề về cửa xe nữa, mà còn phải lắp thêm kính trước nữa đây này. Đúng lúc này, ông Ben cũng gặp thêm rắc rối. Ông bảo rằng cậu em nhỏ của mình bị say xe, muốn được xả ra.
giờ là lúc nào rồi mà còn gây thêm chuyện, nhịn đi nha bố. Mày nghĩ bố mày còn trẻ như chúng mày không mà bảo nhịn là nhịn được ngay. Không còn cách nào khác, Julia đành lục kiếm một chiếc túi ni lông để cho bố giải quyết ngay và luôn. Sau khi xong xuôi, Tom mở cửa xe ra và ném túi ni lông chứa chất thải đi. Thế rồi trùng hợp kiểu gì mà thứ thối tha đó lại bay thẳng vào mặt Ricky ở phía sau. Anh ta đưa tay lên mũi ngửi thì ối rồi ôi luôn. Cục tức này làm sao mà nuốt trôi được, nên là Ricky đã tăng tốc lên gấp 2 lần. Ông đây sống đến tầm này, tuổi mà còn chưa bao giờ phải chịu ấm ức như hôm nay đâu, đồ tồi. Anh đội xô nhựa lên đầu rồi tiếp tục lên đường đuổi theo chiếc xe đỏ của nhà Tom. Nếu không có Janin ngăn lại thì Ricky đã bay thẳng qua đó rồi. Tom cũng quyết định sẽ không ngồi yên chịu chết thế này nữa. Vì dù sao ban nãy cũng đã máu lên mà đổ tràn bình. Nên có quỷ mới biết là đi bao nhiêu ngày nữa mới hết xăng. Tom đạp mạnh chân, nhưng mà lại đạp trúng chân của ông Ben đang để ở chân phanh. Cuối cùng thì phanh cũng bị giẫm đứt luôn. Giờ thì Tom phát điên phát rồ thật rồi. Anh tức quá nên ném thẳng phanh xe ra ngoài. Nhưng lần này nó không bay trúng vào Ricky nữa, mà đến lượt Janin phải chịu trận. Cũng may là nội công thâm hậu nên có bị văng ra xa vài chục mét, mà Janin vẫn không sao. Giờ thì Ricky không còn bị cảnh sát ngáng đường nữa, nên nhanh chóng đuổi kịp xe của Tom. Anh ta vừa lên thì làm cho Tom hết hồn một phen. Ủa alo, cho hỏi ai vậy ạ? Chả hiểu lái xe kiểu gì mà cửa cũng không có thế này. Tránh ra, anh định làm trò con bò gì thế hả? Ricky lập tức dùng hành động của mình để cho Tom thấy mình muốn làm gì. Cả nhà Tom đều ngỡ ngàng đến bật ngửa. Người này chắc không bị tâm thần đâu ha mẹ nó. Một lát sau, Noe lấy khẩu súng ra, bắn một phát ăn ngay, bắn thẳng vào đùi của Ricky, cũng khéo lắm cậu bé. Ricky đau đến điếng người, chiếc xe mất lái nên lao vào khu của người ta đang cắm trại. Những người ở đây lập tức xông đến cho Ricky một trận tơi tả, can tội lái xe ngáo đá. Thôi thì chịu vậy, con đường trả thù chỉ mới bắt đầu thế mà, lại kết thúc một cách lãng xẹt thế này đây. Lúc này, cảnh sát Janin cũng đang ở lối vào đường cao tốc, trưng dụng một chiếc xe để đuổi theo gia đình Tom. Họ muốn chèn ép xe của Tom để buộc nó phải dừng lại. Nhưng lốp xe sắp mòn cả ra rồi mà xe Tom vẫn chưa dừng được. Không còn cách nào khác, họ chỉ đành mở cửa xe để cứu người. Cuối cùng, trên xe của Tom chỉ còn lại 3 người. Vì bụng của Julia đang mang thai ở những tuần cuối nên không thể nhảy ra được. Nhận thấy con đường ùn tắc còn cách chỗ này 10 km, bọn họ cứ tưởng rằng chỉ cần thêm 5 phút nữa thì sẽ trở thành di sản cho lũ trẻ. Đúng lúc này, trên trời bỗng xuất hiện trực thăng cứu hộ. Họ giải cứu người phụ nữ mang thai đầu tiên. Con đường ùn tắc ở bên này cũng đang được điều tiết. Hai bố con Tom thấy chắc không còn kịp nữa nên chỉ đành buộc cả xe kéo lên cùng. Cũng vào thời khắc quan trọng cuối cùng, chiếc xe đã được kéo lên thành công. Nhưng sau đó, nó lại bị rơi xuống một cách nặng nề. May mà mọi người không sao. Thế nhưng Julia ở trên trực thăng lại có dấu hiệu muốn đẻ. Tôi sắp sinh rồi, mau đưa tôi đến bệnh viện, nhanh lên. Cuối cùng em bé cũng chào đời mà khi Julia xuất hiện, cũng tình cờ gặp được Ricky đang ngồi trên xe lăn. Nhưng tiếc là anh ta ra hiệu cả buổi trời cũng chẳng có ai nhận ra. Eo ơi, đáng thương quá, thôi thì về ăn cơm với mẹ đi.